Bạn đang lắng nghe sách nói tại Waka FM. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi, tác giả Thích Nhất Hạnh, dịch giả Trân Huyền. Chúng ta nên sống mỗi ngày như những người được cứu thoát từ mặt trăng về. Chúng ta hiện đang sống trên mặt đất, nên ta cần biết thưởng thức từng bước chân trên mặt địa cầu quý giá, đẹp đẽ này, Thiền sư Lâm Tế đã dạy. Phép lạ không phải là đi trên mặt nước mà là đi trên mặt đất. Tôi rất quý lời dạy đó. Bước đi là hạnh phúc của tôi, dù đi tại những nơi đông người như phi trường hay ga xe lửa. Đi như thế, mỗi bước chân hôn lên mặt đất mẹ, chúng ta có thể gây hứng khởi cho người khác làm theo. Chúng ta vui sống từng giây phút của cuộc đời. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh tên khai sinh là Nguyễn Xuân Bảo, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1926 tại Thừa Thiên, Huế và viên tịch vào ngày 22 tháng 01 năm 2022. Ông là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội tích cực. Ông xuất gia năm 16 tuổi, trở thành nhà sư năm 23 tuổi và là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân trong cuốn sách Việt Nam Lotus Eos of Fire tên tiếng Việt, Hoa Sen Trong Biển Lửa. Đối với cuốn Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mang tới cái nhìn sâu sắc hơn với đời, để tâm trí người đọc như được khai sáng, trái tim trở nên thiện lương hơn thông qua những chương sách đầy ý nghĩa nhân sinh. Có thể nói, Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi không chỉ đơn thuần là một cuốn sách, mà còn là kim chỉ nam sống cho tất cả mọi người giữa thế gian đầy nỗi lo toan này. Dưới đây là những điểm nhấn quan trọng mà chúng ta không thể bỏ lỡ trong Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi. Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu? Con người có rất nhiều nỗi sợ hãi khác nhau. Nhưng có lẽ, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là khi chết đi họ sẽ trở thành không, thành hư vô. Bởi chúng ta luôn quan niệm rằng, cuộc đời này bắt đầu bằng những giọt nước mắt khi mới chào đời và kết thúc khi mắt nhắm tay buông, hoàn toàn rời xa thế gian trần tục. Tuy nhiên, trong Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi, Bụt lại có cái nhìn rất khác về cuộc đời, vì Ngài hiểu rằng sống và chết là hai ý niệm không có thực, mà bản chất thực của chúng ta là bản chất không sinh không diệt. Chỉ khi nào chạm được vào bản chất chân thực đó, chúng ta mới chuyển đổi được nỗi sợ hãi khi mình không còn hiện hữu, đổi được cái lo trở thành hư không. Bụt cũng dạy, khi đầy đủ nhân duyên thì sự việc mới biểu hiện, và lúc ấy chúng ta nói nó đang hiện hữu. Khi thiếu một hoặc hai điều kiện, sự việc đó không biểu hiện như trước thì ta nói nó không hiện hữu. Theo Bụt, nói rằng thứ này có hay không có là sai. Trong thực tại, không có thứ gì hoàn toàn có hay hoàn toàn không hiện hữu cả. Một khi hiểu rằng bản thân mình không bị hủy diệt thì sẽ không còn lo sợ hay sầu muộn mỗi khi suy nghĩ về điều đó nữa. Đấy là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức cuộc sống một cách mới mẻ. Coi đó là những sự thực, chính là nguyên do gây cho chúng ta khổ não. Bụt dạy không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống nhau cũng không khác nhau, không có cái ngã thường hằng cũng không có hư vô. Thực tập nhìn sâu. Tất cả các giáo pháp chính thống của đạo Bụt đều có ba yếu tố căn bản gọi là tam pháp ấn, bao gồm vô thường, vô ngã và niết bản. Vô thường là nhìn vào thực tại trong khía cạnh thời gian, có nghĩa là mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến trong hai thời điểm nối tiếp nhau. Vì không có sự vật nào bất biến với thời gian, nên chúng không có tự tánh cố định, không có cái ngã thường hằng. Vậy thì trong giáo pháp vô thường ta không thể tìm thấy một cái ngã bất biến, ta gọi đó là vô ngã. Chính nhờ sự biến đổi không ngừng, nhờ tính cách vô ngã của vạn hữu mà ta mới có thể có được sự tự do. Niết bàn là khi bạn học hỏi và hành trì giáo pháp này của Bụt, bạn không còn bị kẹt, bạn đạt tới sự tự do và không còn đau khổ hay sợ hãi nữa. Chuyển hóa khổ đau và sợ hãi. Khi bạn mất một người nào và bạn than khóc nhiều quá, thì xin hãy nghe lời dạy của Bụt. Hãy nhìn cho sâu để nhận ra bản chất vô sinh bất diệt, không tới không đi của những người bạn yêu thương. Đó là giáo pháp của Bụt dạy về bản chất thật sự của chúng ta. Bắt đầu lại. Theo giáo pháp và trong các lý giải Phật giáo, chúng ta đều có chung nhau bản chất vô sinh bất diệt,
kể cả các loài vật, cây cỏ và đất đá cũng như vậy. Vào mùa đông, ta không thấy hoa hay lá hiện hữu. Nhưng đừng vì thế mà vội cho rằng chúng đã biến mất, bởi thực chất chúng vẫn tồn tại ở một nơi nào đó, dưới một hình thức biểu hiện khác để đợi cho các điều kiện thuận lợi mới lại xuất hiện. Và đến mùa xuân, khi mọi yếu tố cần thiết tụ hợp đủ, tất cả các sinh vật đó lại biểu hiện ra cho ta thấy được bằng mắt thường. Địa chỉ của hạnh phúc. Chỉ khi người ta tự do thì mới có hạnh phúc. Mức độ hạnh phúc bạn sở hữu tùy thuộc vào số lượng tự do mà bạn có trong tâm. Tự do ở đây không phải là tự do chính trị, mà là sự vượt thoát khỏi những tiếc nuối, sợ hãi, lo âu và buồn phiền. Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây. Tiếp tục biểu hiện. Chúng ta chuyển hóa và tiếp tục biểu hiện ở những hình thái khác nhau vào mọi lúc. Tất cả các lời nói, tư tưởng và hành động của bạn đều đi theo đủ mọi hướng. Nếu bạn nói câu nào tử tế, tư tưởng đúng và hành động đẹp thì chúng cũng đi theo nhiều hướng và bạn cũng đi theo hướng với chúng. Sợ hãi, chấp nhận và tha thứ. Pháp thực tập địa xúc, lại xuống sát đất, có thể giúp ta tiếp xúc được với bản chất vô sinh bất diệt. Địa xúc là phép thực tập rất sâu có thể giúp ta chuyển hóa sợ hãi, nghi ngờ, thiên kiến và giận dữ. Nếu thực tập địa xúc như Bụt đã thực tập, thì ta có thể đạt tới trí tuệ thật sự. Thực tập phép này, một ngày kia bạn sẽ tiếp xúc được với bản chất vô sinh bất diệt. Và từ lúc đó bạn sẽ dứt hẳn được các mối lo sợ. Bạn sẽ trở thành con người cưỡi trên sóng sinh tử một cách oai phong vì bạn không còn bị sợ hãi và phiền giận lay động nữa. Ngoài ra, khi bạn sắp chết, có lẽ bạn không tỉnh thức gì mấy về cái thân mình. Bạn có thể bị tê bại và bạn bị kẹt vào ý niệm cái thân ấy là bạn. Bạn bị kẹt vào ý tưởng là khi thân đó chết thì bạn cũng bị diệt. Vì vậy mà bạn sợ hãi. Thế nhưng, không nên đồng hóa bạn với cái thân này. Thân này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang. Bạn cũng sẽ từ từ nhận ra rằng bạn không hoàn toàn chết đi mà sẽ tiếp tục sống dưới nhiều hình tướng khác. Và những người xung quanh bạn cũng có chung ý nghĩ như vậy. Nếu họ được giác ngộ, từ đó họ sẽ chẳng còn đau khổ hay than khóc nếu không còn nhìn thấy bạn dưới hình hài quen thuộc nữa. Tôi nhìn thấy tôi trong tất cả và tôi biết tôi sẽ không chết. Tôi sẽ tiếp tục sống dưới nhiều hình tướng khác. Khi bạn tôi nhìn tôi, họ cũng nên nhìn thấy tôi trong những hình tướng khác hơn là cái thân này. Thực tập như vậy hàng ngày sẽ giúp cho họ không phải than khóc một khi biểu hiện này của tôi biến mất. Vì khi sự biểu hiện này chấm dứt, nó sẽ nhường chỗ cho các biểu hiện khác có mặt. Nếu bạn đang muốn được giải thoát khỏi những nỗi sợ về ý niệm sinh tử, đến và đi, bản thể vĩnh viễn hay sự hủy diệt để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn, thì không diệt, không sinh, đừng sợ hãi, chính là cuốn sách dành cho bạn. Bạn sẽ học cách trân trọng vận mệnh của bản thân, thấu hiểu giá trị to lớn của tình yêu thương, khiến trái tim và tâm hồn được chữa lành trong những lúc phải chịu tổn thương sâu sắc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi, nội dung được tóm tắt bởi Thu Hương. Đừng quên thường xuyên truy cập vào Waka FM và đón nghe những cuốn sách hữu ích, bạn nhé! Waka FM, sách nói của người Việt. Waka FM trở thành đối tác tin cậy của các nhà phát hành sách uy tín trong nước, cung cấp hơn 1.500 sách nói có bản quyền cùng với các phiên bản tóm tắt sách chất lượng. Waka FM luôn nỗ lực nghiên cứu hình thức thể hiện nội dung sáng tạo, trở thành đơn vị tiên phong sử dụng hệ thống đa giọng nói Bắc, Trung, Nam phù hợp với người dùng trên mọi miền Tổ quốc. Tích hợp nhiều tính năng ưu việt, bạn có thể nghe sách nói tại Waka FM mọi lúc mọi nơi, ở chế độ ngoại tuyến và trên bất cứ nền tảng nào. Với mong muốn mang tới những tiện ích tối ưu nhất, Waka FM tích hợp công cụ tìm kiếm nhanh chóng bằng giọng nói, đánh dấu và ghi chú nội dung theo chương, theo phần của cuốn sách, giúp bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và nghe lại. Cho phép người dùng xây dựng tủ sách cá nhân và các bộ sưu tập sách nói riêng có thể chia sẻ, gửi tặng tới bạn bè. Để có những trải nghiệm nghe sách nói tuyệt vời nhất tại Waka FM, hãy truy cập ngay website fm.waka.vn hoặc tải ứng dụng Waka trên CH Play và App Store.